Ok, để mà sống thanh thản với thoải mái được thì đơn giản lắm. Đầu cái luật đầu tiên các bạn phải bắt đầu tiếp thu đó là không có bắt chước theo ai hết á. Không có bắt chước theo ai và cũng không có, bạn được học theo nha nhưng mà không được bắt chước. Bạn học theo bạn phải dùng thành có của bạn, chứ bạn học theo mà người ta bước chân trái trước bạn bước chân trái trước, người ta đi chân phải bạn đi chân phải rất là tiêu rồi. Ok, bạn được phép học nhưng mà bạn không được phép suy nghĩ là à mình làm y xì họ thì mình sẽ thành công. Cái đó là cái hoàn toàn không đúng. Bạn nhìn những người thành công trên thế giới ai cũng có một cái signature riêng đó. Signature có nghĩa là cá tính riêng, cái tính cách riêng của họ. Ok, cái tiếp không quan tâm đến người khác nói gì hết. Tại vì các bạn nghĩ cuộc đời của mình ngày nào mình cũng nghe người này người kia nói nhiều quá, cái mình bị lung lay cái xong rồi mình không biết được mình thích cái gì. Nhưng mà cũng không phải là lúc nào cũng chỉ nghe đến cái người nghe, không nghe bản thân không thì cũng hơi hơi quá mất cái không. Tất nhiên là mình nói rồi, buổi sáng mà dành thời gian mà nghe mình thiền này cái nọ, nhưng mà bạn cũng cần dành thời gian để mà học những người này người kia xong bạn nghe rồi cái đầu của bạn nó dần dần nó ra cái filter là làm sao để mà cái người nào dạy điều tốt, người nào dạy điều xấu. Và tốt với xấu nó cũng rất là objective như mình nói với bạn rồi đó. Có điều bạn làm người này nghĩ xấu, người kia nghĩ tốt. Chị đọc đa phần chị đọc những cái sách mà học những cái khuyết điểm của người khác nhiều lắm. Chị thích đọc những cái mà người ta mắc những cái khuyết điểm mà dạng như là làm hủy hoại thế giới, những cái documentary, những cái người hùng của thế giới á. Có nhiều người người ta rất là giỏi nhưng mà vì một cái mistake, mắc một cái lỗi hoặc là mắc một cái tự cao tự đại của họ làm hủy diệt hết những cái thành công của họ trong một đêm ví dụ như vậy. Thì chị hay thích đọc những cái đó để chị biết được là bản ngã của con người á, cái sự thất bại hay cái sự thành công á, nó nằm ở cái chỗ nào. Và đa phần nó là cái sự thất bại của nhiều người nó là bởi vì cái tôi. Đó là cái gì chị học được nhiều nhất, là chị biết được là nhiều người rất là giỏi, người ta rất là thông minh, nhưng mà người càng thông minh thì người ta càng nghĩ người ta quá thông minh và người ta không có chịu nghe ý kiến của mọi người xung quanh nữa, hoặc là người ta không có biết làm việc team, làm việc nhóm nữa. Bởi vậy nên từ khi mà từ lúc bắt đầu làm cho đến bây giờ, chị Nhi lúc nào cũng quan trọng cái chuyện là làm việc với nhóm, làm việc với team là vậy. Bởi vì mình phải là người cuối cùng nói chuyện trong bàn, mình phải hỏi hết tất cả những người làm với mình là à cái này đúng không, cái này hướng này đúng không, cái này hướng này đúng không, theo bạn nghĩ làm sao, theo cái nhìn của bạn làm sao. Tại vì ví dụ như các bạn coi đi, kênh của mình cũng vậy, mình đang rất là nhiều chủ đề, trong đời của mình có rất là nhiều chủ đề mình hứng thú chứ không phải riêng chuyện kiếm tiền không ví dụ vậy. Nhưng mà mình sẽ theo những cái người coi của mình họ hứng thú cái gì để mà mình cho họ. Tại vì đến cuối đời bạn sinh ra trên đời này là để cống hiến, là để giúp đỡ, là để cho lại, để giúp mọi người, để mà cho lại mọi người những cái bạn có, chứ không phải bạn sống bạn chỉ lấy bạn lấy được một lúc nào đó thôi. Nên bạn thấy nhiều người người ta giàu ơi là giàu đến một lúc rồi người ta cũng xuống rồi. Nhưng mà người ta biết được cái đạo luật dựa vào nhân quả đó, có nghĩa là bạn ăn cho cố rồi bạn cũng phải trả lại, rồi bạn cũng phải làm từ thiện ví dụ như vậy. Thì tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Đối với mình không phải là một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền mà là một ngày mình giúp lại được bao nhiêu người. Khi bạn giúp ra được nhiều người thì tiền nó tự vô thôi, còn bạn không giúp được ai hết thì suốt ngày bạn những hồi nghĩ tiền 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 tiền. Không phải là tiền là quan trọng, tất nhiên là quan trọng, nhưng mà tiền nó chỉ là cái thước đo của sự thành công trong tài chính, nó không có đo được cái thước đo trong cái hạnh phúc. Hạnh phúc là bạn phải tự hạnh phúc trước ví dụ như vậy. Ok, cái kế tiếp coi cái câu hỏi của bạn nào nữa. Nhiều câu hỏi lắm cho nên mình mới nói là mình không có làm từng video nhỏ nhỏ tuần này tại nhiều quá. Ok, mỗi người đẻ ra trên một cuộc đời này có một cái khả năng khác nhau và có một cái motivation khác nhau. Motivation có nghĩa là cái động lực để em sống. Chị luôn nghĩ chị lập dị, chị luôn nghĩ là tại sao mình lại đi thích đi hiến máu này, mình nghĩ là mình chết đi là mình sẽ hiến tạng này, hiến mắt, hiến hết tất cả mọi thứ. Và chị đã ký giấy vào cái đó rồi, có nghĩa là ngày mai lỡ mà chị Nhi mà chết đi á là nhà chị Nhi không có ai được lấy xác của chị Nhi hết, là xác của chị Nhi phải được cống hiến cho y khoa bên sinh nè, mắt của chị Nhi phải được cho những người nào đó bị mù nè, nội tạng của chị Nhi phải cho, trái tim của chị Nhi phải được cho đi ví dụ như vậy. Thì khi mà mình còn nhỏ mình đã luôn muốn những cái đó, mình không có hiểu tại sao mình thích như vậy. Xong đến khi mình lớn mình cảm thấy mỗi lần mà mình đi ra mà mình giúp được ai ấy, mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà người khác lại chửi mình bị điên. Bạn bè chị, cha mẹ chị hay là những người xung quanh chị nói giúp làm gì mày rảnh háng mày lo cho đời mày đi. Nhưng mà bây giờ chị đã hiểu được tại sao, chị sẽ cho mấy đứa coi nha.
Nếu em nhìn ở đây em sẽ thấy cái màu vàng á, cái chữ altruistic á, có nghĩa là giúp đỡ người khác á, thì nó là nằm ở vị trí số 1 cho chị. Là đối với chị á, đối với chị giúp người khác á là cái hàng đầu, là cái số 1. Mấy đứa có nhìn thấy economic không? Đó là tiền đó. Tiền đối với chị nó chỉ là số 6 thôi. Có nghĩa là chị không có quan tâm. Số 7 là số thấp nhất. Power có nghĩa là chị có muốn là người có quyền lực không? Không, chị không quan tâm. Bởi vậy nên nó mới là số 7. Để cho mấy đứa thấy được á, là mỗi người khi mà em làm, em làm những cái bài test, em làm những cái bài xét nghiệm về cái con người của mình, em sẽ biết được tại sao em làm những cái em làm. Cho nên chị mới nói mấy đứa không thể nào so sánh với chị được. Tại vì chị biết được cái sứ mệnh của chị đã tìm được cái sứ mệnh của chị rồi, chị đã biết tại sao chị làm những cái chị làm rồi. Cho nên là chị rất là thanh thản nhẹ nhàng, bởi vì chị biết được chị có thể dạy những cái này cho đến cuối cuộc đời của chị và chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị thấy rất là mãn nguyện, chị thấy rất là hạnh phúc được dạy lại, bởi vì đến cuối cùng chị đã nhận ra được đây là cái chị muốn. Chị đã nhận ra được rồi, chị đã biết được cái sứ mệnh của chị rồi, chị đã biết được là tại sao chị phải dạy lại cho mấy đứa mấy cái này rồi. Tại vì chị đã ra để làm cái này, chị không có trốn được nữa. Chị có thể trốn lui, trốn chui, trốn lũi bao nhiêu năm để mà chị đổ lỗi là tại sao đời mình khổ. Chị phải khổ thì chị mới bày được mấy đứa. Tại vì chị không khổ, chị không ném, chị sẽ không cảm nhận được cái đau khổ của mấy đứa, chị sẽ không bày được mấy đứa, đúng không? Hợp lý không? Chị không cắt tay, chị không đổ máu, chị đâu có thể nào nói với em là cắt tay đổ máu ngón này nó sẽ đau những cái gì đâu. Nó tương tự như vậy. Chị phải khổ, chị phải dập mặt như vậy thì chị mới có thể ngồi đây bày lại mấy đứa được. Và đó là cái giá chị phải trả, thấy không? Chị phải trả cả cuộc đời của chị để chị khổ như vậy đủ rồi. Thì bây giờ là cái lúc chị trả lại cho chị trả lại cho những cái mà chị được khổ. Nó là chị bày lại cho người khác mà chị cảm thấy an lòng. Là chị sẽ cho người khác biết được là nếu mà trải qua cảm xúc như vậy, làm sao để giải quyết cái cảm xúc đó. Nếu mà trải qua vậy sẽ giải quyết cái cảm xúc đó. Ví dụ vậy. Hiểu chưa? Giờ đã hiểu chưa? Chị Nhi làm chuyện rùi bu là lý do tại sao chị Nhi làm chuyện rùi bu đó. Đó, chia sẻ rồi đó. Đẻ ra là đây là cái sứ mệnh của chị Nhi rồi. Chị Nhi không trốn được. Và chị Nhi chấp nhận nó. Có nghĩa là khi mà em không có trốn với cái sứ mệnh của em nữa, em làm cái điều đó, em thanh thản, em nhẹ nhàng, em vui vẻ, em không có trốn tránh nữa, cuộc đời của em nó nhẹ lắm. Và từ cái giây phút chị chấp nhận được là mình sống, mình phải cống hiến thôi, mình không có trốn được, mình không có ích kỷ được. Giờ mình có muốn làm cho ra tiền, làm cho ra tiền xong chị cũng đâu có vui gì bằng cái chuyện làm gì, là làm gì chị vui lắm. Thiệt, chị làm gì chị vui hơn chị làm đi làm kiếm tiền. Chị bày mấy đứa như vậy với chị lại thấy rất là vui. Và em cũng nói một ngày nào đó mấy đứa gặp bạn bè của chị hay những cái người mà chắc chắn một ngày cũng sẽ gặp thôi, tại vì mọi người cũng sẽ một phần của cái cuộc đời của chị rồi, đúng không? Thì chị sẽ em đặt câu hỏi với những người xung quanh chị, em sẽ thấy cả cuộc đời của chị là chị thích đi giúp lại người khác vậy đó, tào lao vậy đó. Sống từ nhỏ lớn bị chữ tào lao biết không? Học những cái điều này là nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết đó. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của mình.